Chào mừng bạn đến với bản tin tổng hợp định cư các nước của Victory. Tôi là Thành An, cố vấn đầu tư đến từ công ty tư vấn định cư uy tín Victory. Hôm nay An sẽ nói về chủ đề giáo dục tại quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng trước tiên quý anh chị hãy dành chút ít thời gian để nhấn like và subscribe kênh, cũng như là bật chuông thông báo để có thể theo dõi thêm những thông tin mới nhất từ chúng tôi nhé. Thổ Nhĩ Kỳ được biết đến là một quốc gia có các công trình kiến trúc và nghệ thuật ấn tượng. Nhưng ít ai biết đến Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một quốc gia có nền giáo dục đào tạo hiện đại. Nếu tính tổng số trường đại học khắp cả nước thì Thổ Nhĩ Kỳ có hơn 200 trường đại học, bao gồm cả trường do chính phủ quản lý trong nước và nhiều trường đại học liên kết với các nền giáo dục tiên tiến khác trên thế giới như Mỹ, Đức, Pháp và Anh. Hệ thống giáo dục Thổ Nhĩ Kỳ được phân thành các cấp như sau. Hệ thống giáo dục mầm non, trẻ em từ 3 đến 6 tuổi. Hệ thống giáo dục tiểu học, trẻ em từ 6 đến 14 tuổi. Đây là chương trình giáo dục bắt buộc và cơ bản toàn diện. Giáo dục giai đoạn này hoàn toàn miễn phí. Hệ thống giáo dục trung học, học sinh từ 15 đến 18 tuổi, có thể lựa chọn học trường dạy nghề hoặc trung học. Một số trường sẽ có thêm 1 năm để học ngoại ngữ. Đa số các trường trung học giai đoạn này cũng hoàn toàn miễn phí do thuộc sở hữu của nhà nước. Hệ thống giáo dục đại học, học sinh trên 18 tuổi có thể lựa chọn học trường dạy nghề cao cấp, học thạc sĩ, học tiến sĩ. Một số trường sẽ có thêm 1 năm để học ngoại ngữ. Hệ thống giáo dục Thổ Nhĩ Kỳ được phân thành hai nhóm chính sau đây. Nhóm đầu tiên là trường học công lập, được chính phủ nhà nước xây dựng và phát triển. Hệ thống phân cấp xuyên suốt từ giáo dục mầm non cho đến trung học và hoàn toàn miễn phí. Nhóm thứ hai, trường học tư thục, tuy được thành lập từ các tổ chức tư nhân, nhưng bên cạnh học phí thì các doanh nghiệp trường học tư nhân cũng có những chế độ hỗ trợ đáng kể cho sinh viên. Với hơn 42% tổng số sinh viên được nhận hỗ trợ từ các trường tư nhân này. Điểm cộng cho chương trình giáo dục ở Thổ Nhĩ Kỳ là dạy bằng tiếng Anh và có nét tương đồng với hệ thống giáo dục tại Việt Nam, nên việc hòa nhập là khá dễ dàng cho các con. Và quyền lợi chương trình là con em chúng ta sẽ được hưởng nền giáo dục chất lượng cao tại Thổ Nhĩ Kỳ. Có 3 lý do để lựa chọn công ty tư vấn định cư uy tín Victory. 100% tỷ lệ đậu hồ sơ cho các chương trình định cư Canada. 100% không rủi ro khi tham gia chương trình định cư cùng Victory. 100% cam kết hoàn tiền khi tham gia định cư cùng chúng tôi. Nếu như các anh chị có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc gì thì hãy để lại comment ở bên dưới video này. Hoặc anh chị đang băn khoăn về chương trình đầu tư định cư tại Thổ Nhĩ Kỳ và mong muốn tìm được cho mình một công ty tư vấn định cư uy tín thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi thông qua địa chỉ này. Chúng tôi sẽ gắn đường link trang bay Facebook và số điện thoại hotline của công ty ở bên dưới phần mô tả. Và cuối cùng, nếu như các quý anh chị thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên nhấn like và subscribe kênh, cũng như là bật chuông thông báo để có thể theo dõi thêm những video clip mới nhất của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!